Ta ở nơi đây qua một ngày đêm cho đến hoặc qua 7 ngày 7 đêm, chẳng nẻ mệt mỏi, chẳng màng ngủ nghỉ, chẳng nghĩ ăn uống, chẳng tưởng ngày đêm, chẳng sợ lạnh nóng, đối với pháp trong ngoài tâm chẳng tán loạn. Nếu chưa biết rõ cách thành ấp chỗ đến xa gần và đối tượng để theo nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thì chẳng bao giờ khởi tâm rời bỏ chỗ này. Này thiện hiện nên biết, thì như cha chỉ có một đứa con đẹp đẽ thông minh, có nhiều tài năng thương yêu hết mực. Đứa con ấy đang mạnh khỏe bỗng dưng mạng chung, bấy giờ cha mẹ buồn đau, than khóc, chỉ nhớ con mình, chẳng nghĩ gì khác. Bồ Tát Thường Đề cũng lại như thế, trong lúc ấy chẳng nghĩ gì khác, chỉ nghĩ thế này: khi nào ta sẽ được nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa? Trước đây tại sao ta chẳng hỏi tiếng trên không? Khuyên ta đi về hướng đông là đến nơi nào, cách xa hay gần? Lại theo ai nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa? Này thiện hiện nên biết, Đại Bồ Tát Thường Đề khi đang than khóc tự trách như thế, bỗng nhiên ở phía trước có hình Phật hiện khen Đại Bồ Tát Thường Đề: hay thay, thiện nam tử, Như Lai ứng chánh đẳng giác quá khứ khi làm Bồ Tát, dùng hạnh cần khổ cầu Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, cũng như nay ngươi cầu gia hạnh. Lại nữa thiện nam tử, ngươi đem tâm dõng mãnh tinh tấn ưa thích cung kính cầu pháp như thế, từ đây đi về hướng đông qua khoảng 500 do tuần, có thành của vị đại vương tên là Cụ Diệu Hương. Thành ấy cao rộng 7 báu tạo thành. Ở ngoài thành ấy có 7 lớp tường vách, 7 lớp lầu quán, 7 lớp lan can, 7 lớp hào báu, 7 lớp cây đa la báu răng hàng, đều do 7 báu tạo thành, bao bọc chung quanh các tường vách vân vân ấy, làm đẹp cho nhau, phát ra đủ các thứ ánh sáng rất khả ái. Thành báu to lớn này, mỗi mặt khoảng 12 do tuần, thanh tịnh rộng rãi, người vật đông đúc an ổn, giàu có an lạc. Trong đó có 500 đường xá chợ búa giống nhau, đẹp như tranh vẽ. Ở các ngã tư đường đều có dòng nước trong đi qua, thì dùng thuyền báu qua lại không ách tắc, ngã đường nào cũng sạch sẽ, đẹp đẽ dưới bằng nước thơm dài bằng danh hoa. Thành và bờ tường đều có tường và lầu gác cao ngăn địch, làm bằng vàng tía, thắp sáng bằng các ngọc báu, ánh sáng rực rỡ xen vào giữa bờ tường là bằng cây báu, gốc rễ, thân nhánh, lá và hoa quả của các cây ấy đều do loại báu đặc biệt tạo thành. Bờ tường lầu gác và các cây báu phủ bằng lưới vàng, kết bằng dây báu, treo bằng linh vàng, nối bằng chuông lắc, gió nhẹ thoảng qua phát tiếng êm dịu, giống như khéo tấu 5 loại kỹ nhạc, vô lượng hữu tình trong thành báu ấy ngày đêm thường nghe vui vẻ khoái lạc. Chung quanh ngoài thành có 7 lớp hào báu, trong hào tràn đầy nước 8 công đức, nhiệt độ điều hòa trong vắt như gương. Trong hào đâu đâu cũng có thuyền 7 báu trang hoàng đẹp đẽ, ai cũng ưa nhìn. Hữu tình trong ấy khi chiêu cảm nghiệp đời trước, cùng nhau xuống thuyền bềnh bồng dạo chơi. Trong các hào nước đủ loại hoa lạ, nào hoa sen xanh, nào hoa sen đỏ, nào hoa sen vàng, nào hoa sen trắng, và đủ loại hoa báu khác, sắc hương tươi thắm đẹp đẽ phủ khắp mặt nước. Tóm lại không thiếu bất cứ loài danh hoa nào ở trong thế giới 3000. Chung quanh thành lớn có 500 cảnh vườn, trang hoàng bằng nhiều thứ thật đáng yêu. Trong mỗi cảnh vườn có 500 ao, ao ấy to rộng 1 dặm, trang hoàng bằng 7 báu làm vừa lòng mọi người. Trong các ao có 4 loài hoa quý, hoa sen xanh, hoa sen đỏ, hoa sen vàng, hoa sen trắng, to như bánh xe sáng tỏa mặt nước. Hoa ấy đều do các báu tạo thành, màu xanh thì hiện xanh, ảnh màu xanh sáng xanh, màu vàng thì hiện vàng, ảnh vàng sáng vàng, màu đỏ thì hiện đỏ, ảnh đỏ sáng đỏ, màu trắng thì hiện trắng, ảnh trắng sáng trắng. Các ao trong vườn có nhiều loại chim, khổng tước, anh võ, le le, cò, hồng nhạn, bách lao vàng, vàng anh, vịt xanh, ngỗng trời trắng, xuân oanh, vịt nước, cò trắng, uyên ương, giao thanh, chim trả, tinh vệ, gà hồ, vịt cao cổ, chim biển, hồ phượng, diệu xí, bồ hồng, yết la, tần ca, chim mạng mạng, vân vân, tiếng kêu hòa nhau giữa trời. Trong đó những ao trong vườn không thuộc về ai. Các loài hữu tình kia trải qua thời gian dài lâu tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, đối với pháp môn sâu xa đều sanh tin tưởng ưa thích. Đời trước càng tạo nghiệp thù thắng như thế, cho nên đời này cũng hưởng quả này. Lại nữa thiện nam tử, trong thành Diệu Hương có chỗ cao giáo đẹp đẽ, đó là cung điện của Đại Bồ Tát Pháp Dũng ở.
cung này to rộng một do tuần các báu trang nghiêm, kỳ diệu khả ái, bao quanh ngoài cung có 7 lớp bờ tường, 7 lớp lầu gác, 7 lớp lan can, 7 lớp hàng báu, 7 lớp cây đa la báu thẳng hàng, tường vách vân vân, trang hoàng đẹp đẽ trang nghiêm thật khả ái. Có 4 cảnh vườn đẹp bao quanh cung này, một là thường hỷ, hai là ly ưu, ba là hoa nghiêm, bốn là hương sức. Trong mỗi khu vườn có 8 cái ao, một là hiền thiện, hai là hiền thượng, ba là hoan hỷ, bốn là hỷ thượng, năm là an ổn, sáu là cụ an, bảy là ly bố, tám là bất thối. 4 mặt của các ao mỗi mặt có một thành báu, một là kim, hai là ngân, ba là phệ lưu ly, bốn là phả chi ca yết kê. Dùng hoàn toàn các báu làm đáy ao, cát vàng dài trên, nước màu im lặng. Mỗi bến ao đều có 8 bậc thềm, dùng đủ loại diệu bảo trang hoàng. Dùng loại vàng tốt nhất làm đường đi, hai bên thềm có cây chuối bằng vàng tía thẳng hàng, đang xen trang trí. Trong các ao, đầy đủ 4 loại hoa quý, hoa sen xanh, hoa sen đỏ, hoa sen vàng, hoa sen trắng, màu sắc đang xen, trải dày trên nước. Quanh 4 phía ao có cây hương hoa, gió mát thổi động rơi vào trong nước. Các ao đều đủ nước 8 công đức, thơm như chiên đàn, sắc vị đầy đủ, có le le nhạn vân vân, bơi dỡn trong đó. Đại Bồ Tát Pháp Dũng ở trong cung này cùng với 68.000 thị nữ dạo chơi khắp ao vườn, cùng vui hưởng 5 thứ diệu dục. Nam nữ lớn nhỏ trong thành diệu hương vì muốn chiêm ngưỡng Bồ Tát Pháp Dũng và nghe Pháp, cho nên có lúc được vào vườn thường hỷ, ao hiển thiện vân vân cũng cùng vui hưởng 5 dục. Lại nữa thiện nam tử Đại Bồ Tát Pháp Dũng cùng với các thị nữ hưởng diệu lạc rồi, ngày đêm ba thời thuyết bát nhã ba la mật đa. Trong thành diệu hương có các nữ sĩ vì Đại Bồ Tát Pháp Dũng trải tòa sư tử trên đài bảy báu. Trong thành ấy trang hoàng bằng các loại báu, 4 chân của tòa ấy đều do một loại báu tạo thành, một là vàng, hai là bạc, ba là phệ lưu ly, bốn là phả chi ca. Ở trên tòa ấy lại trải thêm một lớp nệm, kế tiếp là lót chăn thêu phủ bằng lụa trắng buộc bằng dải hồng. Hai bên bảo tòa đặt hai gối đỏ thòng các dải màn, dải hoa diệu hương. Tòa ấy cao rộng nửa do tuần, ở trên không trung răng bằng màn thêu, bên trong trưng bày chữ ngọc lớn nhỏ cân xứng với tòa, thòng các tua hoa treo bằng chuông vàng. Vì kính pháp nên bốn bên tòa giải hoa ngũ sắc, đốt hương vô giá, lại dùng các loại hương nước, hương bột, hương xoa giải trên đất, lan liệt đủ thứ tràng phan bảo cái. Bồ Tát Pháp Dũng mỗi khi lên bảo tòa này vì chúng tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa sâu xa, mỗi lần thuyết pháp đều có vô lượng trời rồng dược xoa kiền đạt phược a tố lạc yết lộ trà khẩn nại lạc mạc hô lạc già nhân phi nhân vân vân cùng vân tập đến cung kính cúng dường Bồ Tát Pháp Dũng nghe thọ bát nhã ba la mật đa. Khi ấy các đại chúng đã nghe pháp rồi, có người tụng trì, có người biên chép, có người chuyên đọc, có người tư duy, có người như thuyết tu hành, có người khai ngộ cho người khác. Do nhân duyên ấy các loại hữu tình ở trong đường ác được pháp bất đọa, và đối với quả vị giác ngộ cao tột vĩnh viễn không thối chuyển. Này thiện nam tử, ngươi nên siêng năng tinh tấn, mau mau đi đến chỗ Đại Bồ Tát Pháp Dũng, khiến cho ngươi sẽ được nghe sở cầu đà bát nhã ba la mật đa. Lại thiện nam tử, Bồ Tát Pháp Dũng là thiện hữu chân tịnh lâu dài của ngươi, thị hiện dạy bảo dẫn dắt khích lệ chúc mừng, khiến ngươi mau chứng đắc sở cầu là quả vị giác ngộ cao tột. Bồ Tát Pháp Dũng ở đời quá khứ dùng hạnh cần khổ cầu bát nhã ba la mật đa sâu xa, cũng như ngươi bây giờ phương tiện cầu vậy. Ngươi nên nhanh đến chỗ Đại Bồ Tát Pháp Dũng, chớ sanh nghi ngại, chớ kể ngày đêm, chẳng bao lâu sẽ được nghe bát nhã ba la mật đa sâu xa. Bấy giờ Đại Bồ Tát Thường Đà nghe lời ấy rồi, tâm sanh thích thú, vui mừng nhảy nhót, nghĩ thế này: khi nào ta sẽ gặp Bồ Tát Pháp Dũng để được nghe bát nhã ba la mật đa sâu xa? Này thiện hiện nên biết, thí như có người bị tên độc, bị khổ bức bách, chẳng còn tưởng gì khác, chỉ nghĩ thế này: khi nào ta được gặp lương y, được nhổ mũi tên này, được thoát khổ này. Bồ Tát Thường Đà cũng giống như thế, và lúc ấy không nghĩ gì khác, chỉ nghĩ thế này: khi nào ta sẽ gặp Đại Bồ Tát Pháp Dũng, thân cận cúng dường, được nghe bát nhã ba la mật đa, nghe rồi có thể vĩnh viễn đoạn trừ các thứ kiến thức hư vọng phân biệt đã có.
mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, nên biết Bồ Tát Thường Đà liền khi nghĩ như thế ở ngay chỗ này, đối với tất cả pháp khởi pháp trí kiến không chướng ngại, do trí kiến này liền có thể nhập ngay vô lượng pháp môn Tam Ma Địa Thủ Thắng, đó là Tam Ma Địa quán tự tánh tất cả pháp, Tam Ma Địa tự tánh vô sở đắc của tất cả pháp, Tam Ma Địa pháp sự vô trí của tất cả pháp, Tam Ma Địa đắc sự vô sai biệt của tất cả pháp, Tam Ma Địa thấy sự không đổi khác của tất cả pháp, Tam Ma Địa có thể chiếu soi tất cả pháp, Tam Ma Địa lìa sự tối tăm của tất cả pháp, Tam Ma Địa đắc nghĩa lý không sai biệt của tất cả pháp, Tam Ma Địa biết hoàn toàn cái không sở đắc của tất cả pháp, Tam Ma Địa giải tất cả hoa, Tam Ma Địa dẫn phát vô ngã của tất cả pháp, Tam Ma Địa lìa huyễn, Tam Ma Địa dẫn phát chiếu rõ hình tượng trong gương, Tam Ma Địa dẫn phát ngữ ngôn của tất cả hữu tình, Tam Ma Địa khiến tất cả hữu tình hoan hỷ, Tam Ma Địa khéo tùy thuận ngữ ngôn của tất cả hữu tình, Tam Ma Địa dẫn phát mọi thứ ngữ ngôn văn cú, Tam Ma Địa không sợ hãi không đoạn diệt, Tam Ma Địa có thể nói bản tánh bất khả thuyết của tất cả pháp, Tam Ma Địa được giải thoát vô ngại, Tam Ma Địa xa lìa tất cả trần cấu, Tam Ma Địa thiện xảo danh cú văn từ, Tam Ma Địa khởi thắng quán tất cả pháp, Tam Ma Địa đắc sự tận cùng vô ngại của tất cả pháp, Tam Ma Địa như hư không, Tam Ma Địa kim cương dụ, Tam Ma Địa tuy thị hiện hành sắc nhưng không phạm, Tam Ma Địa đắc thắng, Tam Ma Địa đắc vô thối nhãn, Tam Ma Địa xuất pháp giới, Tam Ma Địa an ổn điều phục, Tam Ma Địa sư tử phấn tấn kiếm khư hao hống, Tam Ma Địa ánh đoạt nhất thiết hữu tình, Tam Ma Địa xa lìa tất cả cấu, Tam Ma Địa đối với tất cả pháp không nhiễm, Tam Ma Địa liên hoa trang nghiêm, Tam Ma Địa đoạn tất cả nghi, Tam Ma Địa tùy thuận nhất thiết kiên cố, Tam Ma Địa xuất nhất thiết pháp, Tam Ma Địa đắc thần thông lực vô úy, Tam Ma Địa hiện tiền thông đạt nhất thiết pháp, Tam Ma Địa hoại nhất thiết pháp ấn, Tam Ma Địa hiện nhất thiết pháp vô sai biệt, Tam Ma Địa lìa tất cả rừng thiên kiến, Tam Ma Địa lìa tất cả tối tăm, Tam Ma Địa lìa tất cả tướng, Tam Ma Địa thoát tất cả chấp trước, Tam Ma Địa lìa tất cả giải đãi, Tam Ma Địa đắc thâm pháp minh, Tam Ma Địa như diệu cao sơn, Tam Ma Địa bất khả dẫn đoạt, Tam Ma Địa tồi phục nhất thiết ma quân, Tam Ma Địa bất trước tam giới, Tam Ma Địa dẫn phát nhất thiết thù thắng quang minh, như thế cho đến Tam Ma Địa hiện kiến chư Phật. Bồ Tát Thường Đà an trụ trong Tam Ma Địa như thế, hiện thấy chư Phật Như Lai trong vô lượng vô số vô biên thế giới khắp mười phương, vì các chúng đại Bồ Tát tuyên thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa. Khi ấy chư Như Lai ứng chánh đẳng giác đều cùng khen ngợi, an ủi dạy bảo trao truyền cho đại Bồ Tát Thường Đà. Hay thay, thiện nam tử, chúng tôi khi xưa hành đạo Bồ Tát, cũng như ngươi ngày nay dùng hạnh cần khổ cầu Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, khi cần cầu cũng như ngươi ngày nay đắc các tam muội như thế, chúng tôi lúc ấy đắc vô lượng tam muội ấy, tu hành rốt ráo rồi thì mới có thể thành tựu Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa phương tiện thiện xảo, do đó có thể viên mãn tất cả Phật pháp để được an trụ ở bậc bất thối. Chúng tôi quán các Tam Ma Địa này tự tánh sẵn có là không nhập không xuất, cũng chẳng thấy pháp năng nhập xuất, cũng chẳng thấy đây là pháp hạnh Bồ Tát có thể tu, cũng chẳng thấy đây là quả vị giác ngộ có thể chứng. Chúng tôi khi ấy vì đối với tất cả pháp không chấp trước, nên chính đó là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì chúng tôi an trụ vô sở chấp này nên có thể đạt được thân chân kim sắc, ánh sáng một tầm, đủ 32 tướng đại sĩ, 80 vẻ đẹp phụ thuộc viên mãn trang nghiêm, lại có thể chứng đắc Phật trí vô thượng bất khả tư nghì, Phật giới vô thượng, Phật định vô thượng, Phật tuệ vô thượng, chẳng thể nghĩ bàn, tất cả công đức Ba La Mật Đa đều viên mãn. Để có thể viên mãn tất cả công đức Ba La Mật Đa nên Phật còn chẳng thể lấy lượng nói hết, huống là thanh văn và độc giác vân vân. Vì vậy này thiện nam tử, đối với pháp này ngươi càng nên cung kính mến yêu cần cầu không được lơi lỏng. Nếu đối với pháp này càng sanh cung kính mến yêu cần cầu thường chẳng buông lỏng, thì đối với quả vị giác ngộ cao tột sẽ có thể chứng đắc. Lại nữa thiện nam tử, đối với thiện hữu, ngươi nên thường cung kính mến yêu cần cầu tưởng như chư Phật,
Vì sao? Này thiện nam tử, nếu đại bồ tát thường được thiện hữu nhiếp hộ thì mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Khi ấy đại bồ tát thường đè liền bạch chư phật mười phương: ai là thiện hữu của con sẽ thân cận cung kính cúng dường. Chư phật mười phương bảo thường đè: có đại bồ tát pháp dũng là thiện hữu chân tịnh lâu dài của ngươi, có thể nhiếp hộ ngươi, khiến ngươi thành tựu sở cầu là quả vị giác ngộ cao tột, cũng khiến ngươi học phương tiện thiện xảo của bát nhã ba la mật đa sâu xa. Vì bồ tát ấy luôn luôn giúp ích cho ngươi lâu dài, nên là thiện hữu của ngươi, ngươi nên thân cận cúng dường cung kính. Lại nữa thiện nam tử, nếu một kiếp hoặc hai hoặc ba như thế cho đến hoặc trăm ngàn kiếp hoặc hơn thế nữa, ngươi cung kính tôn thờ Bồ Tát Pháp Dũng, lại dùng tất cả nhạc cụ thượng diệu cho đến sắc thanh hương vị xúc vi diệu của cả thế giới tam thiên đại thiên cúng dường hết, thì cũng chưa có thể báo ơn Bồ Tát ấy trong giây lát. Vì sao? Này thiện nam tử, vì ngươi nhờ oai lực của Bồ Tát Pháp Dũng mà hiện đắc vô lượng pháp môn tam ma địa thắng diệu như thế, lại sẽ nhờ Bồ Tát ấy khiến ngươi đạt được phương tiện thiện xảo bát nhã ba la mật đa sâu xa, mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Khi mười phương Phật, phương tiện, khen ngợi an ủi dạy bảo trao truyền cho Bồ Tát thường đè, khiến hoan hỷ rồi bỗng nhiên biến mất. Lúc bấy giờ, đại Bồ Tát thường đè từ tam ma địa hiện sở chứng xuất, chẳng thấy chư Phật, ôm lòng buồn bực, nghĩ thế này: ta vừa thấy mười phương chư Phật trước từ đâu đến, nay đi về đâu, ai có thể vì ta giúp trừ nghi vấn ấy. Lại nghĩ thế này: Bồ Tát Pháp Dũng đã từ lâu tu học phương tiện thiện xảo bát nhã ba la mật đa sâu xa, rồi đắc vô lượng pháp môn Đà La Ni và tam ma địa, đối với thần thông tự tại của Bồ Tát đã đến rốt ráo, đã từng cúng dường vô lượng Như Lai ứng chánh đẳng giác ở chỗ chư Phật, phát thệ nguyện rộng lớn trồng các căn lành trong thời gian lâu dài vì ta mà làm thiện hữu, thường nhiếp thọ ta khiến được lợi lạc. Ta nên mau đến chỗ đại Bồ Tát Pháp Dũng, hỏi mười phương chư Phật đã thấy vừa rồi là trước từ đâu đến và nay đi đâu. Bồ Tát ấy có thể vì ta đoạn trừ nghi vấn ấy. Này thiện hiện nên biết, khi ấy đại Bồ Tát thường đè nghĩ như vậy rồi, đối với đại Bồ Tát Pháp Dũng càng tăng thêm tâm kính mến thanh tịnh. Lại nghĩ thế này: ta nay muốn đến chỗ đại Bồ Tát Pháp Dũng, nên dùng vật gì để cúng dường, nhưng ta nghèo nàn, không có hoa hương, hương nước, hương bột, y phục, anh lạc, tràng phan, bảo cái, kỹ nhạc, đèn đuốc, chân châu, mạc ni, vẽ lưu ly, ngọc báu, phả chi ca, vàng bạc, san hô, la bối, bích ngọc và các đồ cúng dường thượng diệu khác, để có thể dùng cúng dường bát nhã ba la mật đa sâu xa và pháp sư thuyết pháp là Bồ Tát Pháp Dũng. Ta quyết định chẳng nên đến chỗ đại Bồ Tát Pháp Dũng với tay trắng như vậy. Nếu ta đến không thì cảm thấy chẳng vui, lấy gì biểu lộ sự biết chí thành cầu pháp. Ta nay nên tự bán thân để cầu vật giá trị dùng để cúng dường bát nhã ba la mật đa sâu xa và pháp sư thuyết pháp là Bồ Tát Pháp Dũng. Vì sao? Vì trong thời gian vô tận, ta sanh ở các cõi tan nát hoại diệt vô biên thân mạng, từ vô thủy sanh tử là do nhân duyên dục, nên đọa vào các địa ngục, chịu vô lượng khổ, chưa vì sự cúng dường diệu pháp và pháp sư thuyết pháp như thế mà tự bỏ thân mạng. Cho nên nay ta quyết định bán thân mạng để cầu tài vật dùng cúng dường bát nhã ba la mật đa sâu xa và pháp sư thuyết pháp là Bồ Tát Pháp Dũng. Lúc bấy giờ đại Bồ Tát thường đè nghĩ thế này rồi dần dần đi về hướng đông, đến một thành lớn rộng rãi nghiêm tịnh, dân chúng đông đúc an ổn giàu có an lạc. Bồ Tát thường đè vào chợ đi vòng khắp nơi lớn tiếng giao: nay tôi tự bán thân, ai muốn mua người, nay tôi tự bán, ai muốn mua người. Khi ấy ác ma thấy việc này rồi liền nghĩ thế này: Bồ Tát thường đè vì mến trọng pháp nên muốn tự bán thân, gọi là để cúng dường bát nhã ba la mật đa sâu xa và pháp sư thuyết pháp là đại Bồ Tát Pháp Dũng, nhân đó sẽ được như lý thỉnh vấn phương tiện thiện xảo bát nhã ba la mật đa sâu xa. Đó là sẽ hỏi thế này: đại Bồ Tát phương tiện tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế nào để mau chứng quả vị giác ngộ cao tột? Nghe hỏi như thế rồi, Bồ Tát Pháp Dũng sẽ vì Bồ Tát này tuyên thuyết pháp yếu sâu xa,
khiến được đa văn giống như biển cả, ma và quyến thuộc chẳng thể phá hoại được, dần dần có thể viên mãn tất cả công đức, nhân đó làm lợi ích các loài hữu tình, khiến tự chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Bồ Tát ấy lại có thể khiến cho các loài hữu tình chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, chuyển kế thừa làm rỗng không cảnh giới của ta. Ta sẽ tìm cách ngăn chặn âm thanh ấy, khiến trưởng giả, cư sĩ, bà la môn vân vân trong thành này đều chẳng thể nghe được. Nghĩ rồi thực hiện, chỉ trừ trong thành có một nữ trưởng giả do sức thiện căn đời trước nên ma chẳng có thể ngăn được. Bồ Tát Thường Đề do nhân duyên đó trải qua thời gian lâu, bán thân chẳng được, sầu lo khổ não, đứng ở một chỗ khóc lóc mà nói: tôi có tội gì mà vì muốn cúng dường Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa và Pháp Sư Thuyết Pháp là Đại Bồ Tát Pháp Dũng, nên tuy tự bán thân nhưng không ai mua. Khi ấy trời đế thích thấy rồi nghĩ: thiện nam tử này dường như là vì việc cúng dường Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa và Pháp Sư Thuyết Pháp là Bồ Tát Pháp Dũng, vì mến trọng Pháp nên tự bán thân mình. Ta nên thử xem là thật sự vì mộ pháp hay vì dối trá lừa gạt thế gian. Nghĩ thế rồi liền tự hóa là một bà la môn trẻ tuổi, đi đến chỗ Thường Đề hỏi: người này vì nhân duyên gì mà đứng đây khóc lóc lo sầu chẳng vui? Bồ Tát Thường Đề đáp: này cậu bé, ta vì cúng dường Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa và Pháp Sư Thuyết Pháp là Bồ Tát Pháp Dũng, nhưng ta nghèo thiếu không có vật báu vì ái trọng pháp, nên muốn tự bán thân, nhưng khắp trong thành này không ai hỏi đến, tự nghĩ mình phước mỏng nên buồn giàu đứng đây. Khi ấy bà La Môn nói với Thường Đề: này đây chính tôi muốn tế trời, chẳng dùng thân người, chỉ cần máu người, tủy người, tim người, người có thể bán cho tôi chăng? Bồ Tát Thường Đề nghe rồi nghĩ: nay đây ta nhất định được thành công. Vì sao? Vì những vật mà người kia cần mua ta đều có đủ. Do giá trị của vật này ta sẽ được cúng dường Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa và Pháp Sư Thuyết Pháp là Bồ Tát Pháp Dũng, khiến ta đầy đủ phương tiện thiện xảo Bát Nhã Ba La Mật Đa, mau chứng quả vị giác ngộ cao tột. Khi nghĩ như thế rồi vui mừng nhảy nhót, dùng lời êm dịu đáp lời bà La Môn: những vật mà ngài muốn mua tôi đều có thể bán. Bà La Môn nói: trị giá bao nhiêu? Thường Đề đáp: trả bao nhiêu tùy ý. Bấy giờ Thường Đề nói như vậy rồi liền đưa tay phải ra cầm dao bén đâm vào cánh tay trái cho máu chảy ra, lại lóc đùi vế bên phải, thịt da rơi xuống đất, đập xương lòi tủy đưa cho bà La Môn, lại đến bên tường toan mổ tim ra. Có nữ trưởng giả ở trên gác cao trước đó nghe Thường Đề lớn tiếng giao bán thân, sau đó lại thấy tự cắt thân mình, nghĩ thế này: thiện nam tử này vì nhân duyên gì mà làm khốn khổ mình, ta nên thăm hỏi. Nghĩ rồi xuống gác đến chỗ Thường Đề hỏi: vì nhân duyên gì trước đây ngươi tự giao bán, này xuất máu tủy lại muốn mổ tim? Thường Đề đáp: chị không biết sao, tôi vì cúng dường Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa và Pháp Sư Thuyết Pháp là Bồ Tát Pháp Dũng, nhưng tôi nghèo thiếu không có các tài bảo, vì mến trọng pháp nên trước tự bán thân mà không có ai mua, nay bán ba vật này cho bà La Môn. Nữ trưởng giả nói: nay ngươi tự bán thân huyết tim tủy là muốn dùng tài vật cúng dường Bát Nhã Ba La Mật Đa và Pháp Sư Thuyết Pháp là Bồ Tát Pháp Dũng, sẽ thu được những công đức thắng lợi gì? Thường Đề đáp: Bồ Tát Pháp Dũng đối với pháp sâu xa đã được tự tại, sẽ vì tôi mà nói phương tiện thiện xảo Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, sở học của Bồ Tát, sở thừa của Bồ Tát, sở hành của Bồ Tát, sở tác của Bồ Tát. Nếu tôi được nghe rồi như thuyết tu hành, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, thì mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, được thân sắc vàng đủ 32 tướng đại sĩ và 80 vẻ đẹp phụ thuộc, viên mãn trang nghiêm, ánh sáng một tầm, hào quang khác vô lượng, đủ 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, 5 loại mắt thanh tịnh, 6 phép thần thông, giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát tri kiến uẩn, thanh tịnh, chẳng thể nghĩ bàn, tri kiến không chướng ngại, tri kiến vô thượng, đắc trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, đầy đủ tất cả pháp bảo vô thượng, phân chia bố thí cho tất cả hữu tình, làm chỗ nương tựa cho tất cả hữu tình, tôi xả thân mạng là để cúng dường Bồ Tát ấy sẽ thu hoạch những công đức thắng lợi này.
Nữ trưởng giả nghe nói Phật pháp vi diệu thù thắng chẳng thể nghĩ bàn, vui mừng nhảy nhót vô cùng xúc động, cung kính chắp tay thưa với Thượng Đà. Điều đại sĩ nói vi diệu tối thắng to lớn đệ nhất rất là hy hữu, vì đạt được tất cả Phật pháp như thế, còn nên xả bỏ thân mạng, coi trọng như số cát sông Hằng, huống là chỉ xả bỏ một. Vì sao? Vì nếu đắc công đức vi diệu như thế thì có lợi